棒。Hôm nay là ngày Giáng sinh. Ping Pong sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh với gia đình cá mập. Ping Pong bơi ra biển. Nhưng gia đình cá mập thì không thấy họ đâu. Hả? Mọi người đâu cả rồi? Cá mập con, em ở đâu? Chúng em đã ra ngoài để lấy đồ cho bữa tiệc Giáng sinh tối nay. Nhưng bây giờ em và gia đình đã lạc nhau. Chị có thể tìm họ không? Chúng ta cần tìm cả gia đình để tổ chức tiệc Giáng sinh. Bạn sẽ giúp Ping Pong tìm ra gia đình cá mập chứ? Hãy cùng đi tìm cá mập ba nhé. Bạn có thấy không cá mập ba, đuôi xanh, cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba, đuôi xanh, cá mập ba. Đây có phải là cá mập ba không? Rạc rạc rạc. Giáng sinh vui vẻ rạc rạc. Cho mình quả ốc chó, cho mình quả ốc chó. Đó không phải là cá mập ba. Đó là một chiếc kẹp hạt dẻ. Các bạn ơi, hãy cùng tìm kiếm cá mập ba một lần nữa nhé. Cá mập ba, bạn có ở đây không? Ho ho ho, Giáng sinh vui vẻ. Ồ, ông già Noel. Ồ không, ông đang mặc sai quần áo. Tốt hơn rồi. Ho, ho, ho. Ông đi giao quà ngay bây giờ đây. Ho, ho, ho. Đó cũng không phải là cá mập ba. Hả? Đây có thể là cá mập ba. Bạn đúng. Là tôi, cá mập ba. Cảm ơn vì đã tìm thấy tôi. Tôi sẽ đi trước để chuẩn bị cho bữa tiệc. Giáng sinh du 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 cá mập ba. Chúng ta sẽ tìm cá mập bé tiếp theo nhé. Bạn có thấy không cá mập bé? Hồng đuôi cá mập mè. Bạn có thấy không cá mập mè? Hồng đuôi cá mập mè. Nhìn kìa, tớ thấy có một cái đuôi màu hồng. Mình nghĩ đó là cá mập mè. Mình cùng chúc nhau Giáng sinh vui vẻ. Chúng tôi đang hát cá. Wow, họ hát hay quá. Hãy cùng tìm cá mập mẹ một lần nữa nhé. Đây là một cái đuôi tròn và một cái đuôi nhọn. Cái nào là đuôi của cá mập mẹ nhỉ? Đây. Hãy thử gọi cá mập mẹ xem sao. Bạn có phải là cá mập mẹ không? Chà, tôi đã kết thúc quá xa. Cảm ơn vì đã tìm thấy tôi. Tôi chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tiệc. Giáng sinh tu 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 cá mập mè. Vậy thì đây là đuôi của ai? Ồ, đó là bạn cá trê. Ping Pong, tôi nghe nói bạn đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc, mời cả tôi nữa. Càng nhiều càng vui. Hẹn gặp lại bạn trong bữa tiệc.
hãy cùng tìm cá mập bà. Bạn có thấy không cá mập bà, đuôi màu cam, cá mập bà. Bạn có thấy không cá mập bà, đuôi màu cam, cá mập bà. Tớ đã tìm thấy cá mập bà. À, tớ không phải là cá mập. Santa Claus, ông đâu rồi? À, mình nghĩ lần này mình đúng. Chúng ta sẽ tìm lại lần nữa nhé. Cá mập bà đuôi màu cam là... là ở đây. Con đã tìm thấy bà. Con làm tốt lắm. Wow, chúng ta đã tìm thấy cá mập bà. Với những đôi tất Giáng sinh xinh đẹp nữa. Vậy thì bà sẽ nhanh chóng đến bữa tiệc Giáng sinh để treo những đôi tất này. Giáng sinh, tu 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 cá mập bà. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cá mập ong. Bạn có thấy không cá mập ong, đuôi xanh lá, cá mập ong. Bạn có thấy không cá mập ong, đuôi xanh lá, cá mập ong. À, cái đuôi xanh lá đó chắc là cá mập ong. Cá mập ong, ra ngoài đi. Giáng sinh vui vẻ, tôi là yêu tinh, chuẩn bị quà. Tôi đang bận, quà tặng, rất bận rộn, quà tặng. Wow, quà Giáng sinh. Chúng ta sẽ tìm cá mập ong một lần nữa nhé. Một cái đuôi màu xanh lá, lần này có phải là cá mập ong không nhỉ? Tôi đang ở đâu vậy? Tôi chắc rằng mình đang trên đường đến bữa tiệc của gia đình cá mập. Ồ, cá mập đầu búa. Bữa tiệc đi đường đó. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn đến dự tiệc. Nó sẽ vui lắm đây. Hãy cùng tìm kiếm cá mập ong một lần nữa. Cá mập ong là... là ở đây. Chà, tôi đã theo đuổi người đàn ông bán bánh gừng và kết thúc ở đây. Cảm ơn con đã tìm thấy ông. Hẹn gặp lại tại bữa tiệc Giáng sinh. Giáng sinh, du 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 cá mập ong. Bây giờ ai là người còn lại phải tìm đây? Cá mập con. Mình nghĩ cá mập con ở trong một trong những chiếc hộp đó. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con, màu vàng đuôi cá mập con. Các bạn có đoán được cá mập con đang trốn ở đâu không? Hãy mở hộp quà bên trái. Cá mập con, em có ở đây không? Đó không phải là cá mập con, đó là chú cá thổi. Chúng ta hãy tìm kỹ hơn. Chúng ta đang tìm cá mập con, có đuôi nhọn màu vàng. Chúng ta sẽ thử tìm hộp ở giữa nhé. Chị đã tìm thấy em. Em thực sự đang chuẩn bị một món quà dành cho chị đó. Món quà là... là em đây. Em sẽ là người bạn tốt nhất của chị.
sinh, du 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 cá mập con. Wow, cá mập ông, cá mập bà, cá mập con, cá mập mẹ, cá mập ba. Chúng ta đã tìm thấy tất cả thành viên trong gia đình cá mập. Làm tốt lắm mọi người ơi. Ping Pong, các bạn ơi, cảm ơn vì đã tìm thấy tất cả chúng mình. Chúng ta sẽ bắt đầu bữa tiệc nhé. Yeah! Giáng sinh vui vẻ! Cá mập mẹ, cá mập con, hàng xóm nhờ chúng ta trông chừng em bé giúp họ một tí đó. Trước đây chúng ta từng trông em bé này rồi, đúng không? Hãy cùng nhau chăm sóc cho em bé này thật tốt nha. Dạ vâng. Chào bếp cưng, em có muốn cùng nhau trang trí cây thông không? Ôi, phải làm gì đây? Đừng phí thời gian nào. Bé cưng à, chúng ta sẽ hát cho con một bài. Đúng rồi, hãy cùng hát bài hát ú à. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, đang ở đâu? Ú à, ú à, ú à, mình đây nè. Bé cưng à, ăn thử món bánh Giáng sinh này đi. Mừng quá, em thấy khá hơn rồi đúng không bé cưng? Bọn con xin phép ra ngoài chơi nha. Được rồi, đi cẩn thận nha. Chào cá yêu tinh. Chào cá mập con. Chào cá mập con. Chào cá mập con. Có bé cưng đi theo nữa kìa. Ôi không, em bé đang khóc kìa. Các bạn, làm ơn hát bài hát ú à cho em bé nghe được không? Được chứ. Được rồi. Được rồi. Này bạn cá, làm yêu tinh, bạn ở đâu? Ú à, ú à, ú à, mình đây nè. Ú à. Nghe bé cưng cười như vậy, mình thấy vui quá à. Mình cũng vậy. Mình nữa. Ho ho ho, cùng xếp quà và đi thôi. Ho ho ho. Ồ, là ông cá mập Noel. Cùng đi qua đó nha. Cảm ơn cá yêu tinh. Chào ông cá mập Noel. Ho 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 ho, Giáng sinh vui vẻ, cá mập con. Có cá mập bé cưng ở đây nữa sao? Các cháu có thể giúp ta chuyển quà lên xe trượt được không? Wow, dạ được chứ. Ta có thể nhìn cả thị trấn, thật tuyệt làm sao. Không có gì phải sợ đâu, bé cưng à. Ông sẽ hát con nghe bài hát ú òa nhé. Này ông cá mập Noel, ông ở đâu? Ú òa, ú òa, ú òa, ta đây nè.
rúp. Hả? Ông ơi, những món quà biến đâu mất rồi kìa. Ôi không, chắc chắn là bạch tuộc đã lấy cắp rồi. Đi tìm thôi nào. Tên trộm bạch tuộc kia kìa. Ha, người nghĩ người bắt được ta sao? Đừng có hòng. Nào tìm xem bạch tuộc ta đang ở đâu. Ta bắt người. Ngươi là đồ con bạch tuộc ăn cắp. Cứu ta. Hả? Cá mập con, sao con chui ra từ ống khói vậy? Hả? Ông cá mập Noel cũng ở đây sao? Ho ho ho, chúc mừng Giáng sinh. Nhờ cá mập con và bé cưng đây, ta đã tìm được quà bị mất. Cảm ơn rất nhiều. Wow, cảm ơn ông cá mập Noel. Hả? Mừng Giáng sinh. Mọi người đang rất háo hức đón chờ lễ Giáng sinh sắp đến. Bạn thân ơi, Giáng sinh đã về rồi. Bạn thân ơi, Giáng sinh đã đến rồi. Bạn thân ơi, Giáng sinh đã đến rồi. Và một năm mới thật vui. Im lặng đây. Ai cũng vui hết, trừ ông Scrooge tham lam. Mục đích của cái lễ Giáng sinh này là gì vậy? Ô ta sông trồng đông tiền, ô ta hay mau đem tiền. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Ai? Ai đó? Xin chào, tôi là linh hồn của Giáng sinh quá khứ. Tôi tới đây để cho ông xem cái này nè, ngài Scrooge. Linh hồn chỉ và cậu bé Scrooge đang đọc sách một mình. Cái gì? Khoan đã, là tôi sao? Mẹ ơi, ba ơi, đừng đi mà. Ôi Scrooge, ôi Scrooge, có sao ngồi một mình đến khi Giáng sinh mà vẫn một mình. Ôi bạn bè đang quay quần hát vang khúc nhạc tuyệt vời. Ôi Scrooge vẫn một mình mãi thôi. Giáng sinh nào tôi cũng một mình hết, không chịu được nữa, dừng lại đây. Mọi thứ biến mất khi ông Scrooge hét lên. Ôi không, tại sao lại bị kẹt vậy chứ? Còn bạn là ai? Tôi hả? Tôi là linh hồn của Giáng sinh hiện tại. Tôi tới để cho ông thấy niềm vui của Giáng sinh đây. Sẵn sàng chưa nào? Hả? Scrooge và linh hồn đi đến một gia đình nghèo khó. Không có bữa ăn thịnh soạn nào trên bàn cả, nhưng trong mọi người vẫn rất hạnh phúc. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, rộn rã ở mọi nơi. Ôi Noel với tiếng chuông ngân đã đến đây rồi bạn ơi. Chuông ngân vang, rộn rã ở mọi nơi. Ca vang lên khúc Giáng sinh vui, hãy hát vang lên nào. Sao trông họ hạnh phúc quá vậy? Họ nghèo mà. Bởi vì đây là lễ Giáng sinh mà.
còn bạn là ai? Tôi là linh hồn của Giáng sinh tương lai đây. Hãy theo tôi. Không, không đi nữa đâu. Scrooge và linh hồn đi đến một đám tang. Biết ngay mà, thế nào cũng có ngày này. Sao một mình mà ôm một đống tiền là chi không biết? Chả ai thèm tới viếng đám tang của ông Scrooge theo kiệt này đâu. Tại sao không có ai tới dự lễ tang để khóc thương cho tôi hết vậy? Ông biết sao không? Vì ông chẳng biết quan tâm tới ai cả. Không, không thế nào. Hãy cho tôi một cơ hội để thay đổi đi mà. Cuối cùng thì ngày Giáng sinh cũng tới. Ồ, mình còn sống, mình còn sống. Từ bây giờ mình sẽ cố gắng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Chúc mừng Giáng sinh. Bạn thân ơi, Giáng sinh đã về rồi. Bạn thân ơi, Giáng sinh đã đến rồi. Bạn thân ơi, Giáng sinh đã đến rồi. Và một năm mới thật vui. Được rồi mọi người, tối nay tôi sẽ tổ chức tiệc lớn tại nhà với nhiều món quà cho mọi người nữa đó. Wow, bữa tiệc Giáng sinh sao? Mình háo hức quá đi. Nhớ tới nha mọi người. Tối hôm đó, mọi người đã đến dự bữa tiệc Giáng sinh thật hoành tráng. Và kể từ đó, Scrooge trở thành cá mập được yêu thích nhất trong thị trấn. Bạn thân ơi, Giáng sinh đã đến rồi. Và một năm mới thật vui. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Con cá mập mũi đỏ. Nhìn vây của mình ngầu chưa nè? Của mình ngầu hơn. Ôi thôi nào. Những bạn cá mập ở Bắc Cực đang tập hợp lại. Họ sẽ làm gì đây? Mình sẽ dẫn đầu xe trượt tuyết của ông già Noel năm nay. Hả? Nhưng mình mới là người nhanh nhất ở đây. Mình phải dẫn đầu mới đúng chứ. Nào, với tầm nhìn tốt của mình có thể nhìn ở khoảng cách thật xa, nên mình dẫn đầu mới đúng. Nhưng nếu mình dẫn đầu xe trượt, nó sẽ trông ngầu hơn đó, vì mình là người ngầu nhất mà. Này, còn mình thì sao? Oh. Mình cũng muốn kéo xe trượt tuyết nữa. Bạn hả? Kéo xe trượt sao? Ôi không, cá mập con quá nhỏ để có thể kéo xe trượt đó. Mà nhìn cái mũi sáng bóng của bạn đi, trông nó đỏ quá. Mọi người chắc sẽ cười nhạo nếu nhìn thấy bạn đó. Kìa mũi đó, mũi đỏ. Cá mập con, cá mập con. Nhìn kìa mũi thật là bông người. Mũi sáng bóng. Chiếc mũi của bạn thật là sáng bóng kìa. Sáng quá. Ai ai cũng trêu đùa. Con. Sao mũi của mình lại sáng bóng và đỏ thế này? Ôi tội nghiệp bạn quá đi. Bạn chẳng thể chơi cho mũ cá mập. Mình tin là mình có thể kéo xe chuột mà. Cuối cùng Giáng sinh cũng đã đến. Ông già Noel đã tập hợp các cá mập lại. Vậy những cá mập sẽ kéo xe chuột năm nay là Chi Chi. Yes. Speedy. Yeah. Finn. Và Smarty. Yeah. Leo. Yeah. Vision. Yeah. Ta cần đi phát hết những phần quà này trong tối nay. Nhanh lên, đi nào. Ho ho ho. Nhanh hơn nào, cao hơn nào. Ho 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 ho. Xe trượt đang băng qua đại dương thì đột nhiên gặp một màn sương dày. Câu chừng cá voi kìa. Dừng lại. Suýt nữa thì. Câu chừng. Ôi không. Ôi. Không ổn chút nào. Sương dày quá không nhìn thấy gì hết. Khoan đã. Ánh sáng ở đằng kia là cái gì vậy? Ồ. Là chiếc mũi đỏ của cá mập con đó. Ồ, thật sao? Vậy cùng đến đón cá mập con nào. Wow. Cá
giá mập con à, mũi của con sáng đẹp quá, hãy dẫn đầu đoàn kéo xe trượt tối nay nha. Dạ tất nhiên, được ạ. Cá mập con dẫn đầu đoàn kéo xe trượt trông thật hạnh phúc và hào hứng. Ồ, là cá voi. Mọi người lượn sang trái nhé. Leo, cẩn thận nào. Ồ, cảm ơn cá mập con. Cá mập con à, tuyệt vời lắm. Hay thô cá mập con. Hay thô mũi đỏ sáng bóng của cá mập con. Kìa mũi đỏ, mũi đỏ. Cá mập con, cá mập con. Nhìn kìa mũi thật là bông người. Mũi sáng bóng. Tất cả bạn bè đều yêu bao nhiêu. Bạn là nhất cá mập con à. Cá mập con rất vui vì chiếc mũi của bạn ấy ngày càng sáng bóng. Hoan hô, cá mập con. Cá mập con đã cứu lễ Giáng sinh và ông già Noel đã phát được hết quà cho các trẻ em trên thế giới. Hả? Cũng là Giáng sinh. Chắc chắn ông già Noel đã nghe được điều ước của mình. Này các bạn, xem mình có gì nè. Mình háo hức quá đi. Sau bao ngày dài trông ngóng, cuối cùng Giáng sinh cũng tới. Mình yêu Giáng sinh, ước gì ngày nào cũng là Giáng sinh. Đúng rồi, vậy thì sẽ tuyệt vời lắm. Chỉ có một ngày Giáng sinh thì quá ngắn ngủi. Ngày nào cũng là Giáng sinh thì sẽ rất là vui bạn ơi. Hey! Quà tặng ở khắp nơi nơi. Wow! Quà tặng ở khắp nơi nơi. Ngày nào cũng là Giáng sinh thì sẽ rất là vui bạn ơi. Tối đó, cá mập con đã viết một lá thư gửi cho cô tiên Giáng sinh. Gửi cô tiên Giáng sinh, con ước sao ngày nào cũng là ngày Giáng sinh, con xin cô đó. Hả? Hôm qua là Giáng sinh rồi mà, sao các bạn vẫn còn hát bài hát Giáng sinh nhỉ? Bạn nói gì vậy cá mập con? Bạn không biết về đây ngày nào cũng là Giáng sinh sao? Nhìn đây nè. Trong mọi người thật hào hứng, ai ai cũng có quà Giáng sinh cầm trên tay. Wow, cô tiên Giáng sinh thật sự đã nghe được điều ước của mình. Yahoo! Mỗi ngày, các bạn nhỏ đều nhận được quà và ăn kẹo suốt cả ngày. Cuối cùng thì ngày nào cũng là Giáng sinh. Mặt khác thì cả mập con và bạn bè bắt đầu mệt mỏi vì ngày nào cũng vui đùa Giáng sinh. Đủ rồi, xin hãy dừng lại đi. Ăn kẹo nhiều quá làm cho mình bị sâu răng hết rồi nè. Hãy nhìn nè. Ôi, mình nghĩ mình đã ăn quá nhiều rồi. Ngày nào cũng là Giáng sinh, phải kết thúc bằng cách nào đây? Quà tặng ở khắp nữa nơi sao? Tiệc tùng ở khắp nhưng nơi lại. Chuỗi ngày dài Giáng sinh đã đến lúc phải nên dừng lại. Đây là lỗi của mình. Ôi cô tiên Giáng sinh ơi, con nghĩ con đã sai lầm rồi. Làm ơn hãy chấm dứt chuỗi ngày Giáng sinh này đi. Tối hôm đó, cô tiên Giáng sinh lại ghé thăm cá mập con. Cá mập con thân yêu ơi. Wow, cô tiên Giáng sinh. Con có thích chuỗi ngày Giáng sinh bất tận này không? Không, con không muốn kẹo hay quà nữa đâu. Con chỉ muốn Giáng sinh kết thúc ngay thôi ạ. Xin cô đó. Có vẻ như cá mập con đã rút ra được bài học cho mình sau câu chuyện này rồi. Sáng hôm sau, khi cá mập con thức dậy, chuỗi ngày Giáng sinh đã kết thúc. Hoan hô,
ngày mấy vậy? Là ngày 26 tháng 12. Vậy là đã qua ngày Giáng sinh rồi, phải không? Hay, hôm qua mới là Giáng sinh cá mập con à. Yeah, Giáng sinh kết thúc rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cá mập con vui cười khi nhìn lại tất cả chuyện đã qua. Cá mập con nhận ra rằng chỉ một ngày Giáng sinh là quá đủ. Vào ngày Giáng sinh thứ hai, mẹ thân yêu đã tặng tôi hai bạn ca ngựa và quà sinh rất kỳ diệu là hải quỳ. Và vào ngày Giáng sinh thứ ba, ba thân yêu đã tặng tôi ba bạn mực ông nè, hai bạn ca ngựa và quà sinh rất kỳ diệu là hải quỳ. Và vào ngày Giáng sinh thứ tư, ba thân yêu đã tặng tôi bốn bạn ca đọc ba bạn mực ông nè, hai bạn ca ngựa và quà sinh rất kỳ diệu là hải quỳ. Và vào ngày Giáng sinh thứ năm, ông thân yêu đã tặng tôi năm viên ngọc trai, bốn ca nọc đè, ba bạn mực ông, hai bạn ca ngựa và quà sinh rất kỳ diệu là hải quỳ. Và vào ngày thứ sáu, Giáng sinh, mẹ thân yêu đã tặng tôi sáu bạn nhím biển, năm viên ngọc trai, bốn ca nọc đè, ba bạn mực ông, hai bạn ca ngựa và quà sinh rất kỳ diệu là hải quỳ. Và vào
vào ngày thứ bảy Giáng sinh, ba thân yêu đã tặng tôi bảy chú sùa nhảy múa nè, sau bàn nghiêm biển nam viên ngọc trai, bốn ca nóc nè, ba bàn mực ong, hai bàn ca ngừa, và quà sinh rất kỳ diệu là hai quỳ. Và vào ngày thứ tám Giáng sinh, ba thân yêu đã tặng tôi tám bàn cua nè, bảy chú sùa nhảy múa nè, sau bàn nghiêm biển nam viên ngọc trai, bốn ca nóc nè, ba bàn mực ong, hai bàn ca ngừa, và quà sinh rất kỳ diệu là hai quỳ. Và vào ngày thứ chín Giáng sinh, ông thân yêu đã tặng tôi chín bàn ca nè xanh, tám bàn cua nè, bảy chú sùa nhảy múa nè, sáu bàn nghiêm biển nam viên ngọc trai, bốn ca nóc nè, ba bàn mực ong, hai bàn ca ngừa, và quà sinh rất kỳ diệu là hai quỳ. Và vào ngày Giáng sinh thứ mười, mẹ và ba đã tặng tôi có mười bàn sao biển, chín bàn ca nè xanh, tám bàn cua nè, bảy chú sùa nhảy múa nè, sáu bàn nghiêm biển nam viên ngọc trai, bốn ca nóc nè, ba bàn mực ong, hai bàn ca ngừa, và quà sinh rất kỳ diệu là hai quỳ. Vào ngày mười một cu lê Giáng sinh, ba và ông đã tặng tôi có mười một bàn ca heo, có mười bàn sao biển, chín bàn ca nè xanh, tám bàn cua nè, bảy chú sùa nhảy múa nè, sáu bàn nghiêm biển nam viên ngọc trai, bốn ca nóc nè, ba bàn mực ong, hai bàn ca ngừa, và quà sinh rất kỳ diệu là hai quỳ. Vào ngày mười hai cua Giáng sinh, cả nhà tôi đã tặng tôi mười hai bàn ca đôi nè, có mười một bàn ca heo, có mười bàn sao biển, chín bàn ca nè xanh, tám bàn cua nè, bảy chú sùa nhảy múa nè, sáu bàn nghiêm biển nam viên ngọc trai, bốn ca nóc nè, ba bàn mực ong, hai bàn ca ngựa, và quà sinh rất kỳ diệu là hai quỳ. Giáng sinh sắp đến rồi, cùng tạo nên một Giáng sinh tuyệt vời nhất nào. Chúng ta có nhiều việc phải làm đây. Xin chào ban mình là yêu tinh ca mập con, tớ đang bận làm nhè, sắp xếp thư từ nè. Nhà yêu tinh ca mập xin chào nhé. Du 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 du. Ta gom thư nào, ta đọc thư nào, hãy cùng sắp xếp. Thư phê đồng, thư phê tay, cùng nhau sắp xếp. Ta gom thư nào, ta đọc thư nào, hãy cùng sắp xếp. Thư phê nam, thư phê bắc, cùng nhau sắp xếp. Xin chào bạn mình là yêu tinh ca mập mẹ, tôi đang bận làm nhiều đồ chơi xinh nè. Nhà yêu tinh ca mập xin chào nhé. Du 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 du. Lách cách nè, lách cách nè, hãy làm đồ chơi. Gấu chết đi máy bay cùng làm đồ chơi. Lách cách nè, lách cách nè, hãy làm đồ chơi. Chú khủng long sẽ lừa nè, cùng làm đồ chơi. Xin chào bạn mình là yêu tinh ca mập ba, tôi đang bận lắm đây, bận đóng gói quà. Nhà yêu tinh ca mập xin chào nhé. Du 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 du. Cắt dây nè, băng keo nè, hãy cùng đóng gói. Dây chăm tròn, dây có sọc, cùng đóng gói. Cắt dây nè, băng keo nè, hãy cùng đóng gói. Nơ lấp lánh nè, nơ xinh đẹp nè, cùng đóng gói. Tuyệt vời! Yêu tình ca mập ba, yêu tình ca mập ông, chúng tôi bận giúp ông Noel làm việc. Nhà yêu tình ca mập xin chào nhé. Du 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 du. Đánh bóng nè, lau bóng nè, giúp ông già Noel. Chăm sóc tận tình những chú tuần lộc cùng giúp ông Noel. Đánh bóng nè, lau bóng nè, giúp ông già Noel. Ta xếp quà lên xe
trượt nè cùng giúp ông Noel. Mọi thứ sẵn sàng rồi. Hãy bắt đầu bữa tiệc của gia đình yêu tinh cá mập nào. Gia đình yêu tinh cá mập giúp ông già Noel. Chúng tôi yêu Giáng sinh. Do 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 do. Gia đình yêu tinh cá mập giúp ông già Noel. Chúng tôi yêu Giáng sinh. Do 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 do. Do 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 do. Làm xong rồi. Giáng sinh đến rồi. Cùng nhau đi phát những phần quà nào. Cùng đi thôi. Ho 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 ho. Cùng lướt trên tuyết lạnh. Chào mừng một Giáng sinh an lành. Và chúc nhau câu cười. Cùng với những món quà tuyệt vời. Đèn sáng cây thông này. Tỏa sáng con đường này. Cùng gửi nhau quà xinh, ta vui ta hát tinh tăng tình tình. Hú 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 hú. Hả? Những món quà đâu rồi? Chúng đang chạy trốn kìa. Cùng bắt chúng nào. Tìm được hết quà rồi. Cảm ơn các cháu nhiều lắm. Ho, 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 ho. Cùng lướt trên tuyết lạnh. Chào mừng một Giáng sinh an lành. Và chúc nhau câu cười. Cùng với những món quà tuyệt vời. Đèn sáng cây thông này. Ta sang con đường này. Cùng gửi nhau quà xinh. Ta vui ta hát tinh tăng tình tình. Chú đu chú, chú đu chú. Ta hát mừng Noel. Noel đến khắp muôn nơi. Ban ngàn điều tuyệt vời. Chú, ta hát mừng Noel. Qua Noel đã đến nơi đây, hát khúc ca sung vầy. Ôi không, mặt trời sắp lên rồi, chúng ta phải nhanh lên nào. Nào chúng ta phải nhanh lên thôi. Nào hãy nhanh lên nào. Nào chúng ta phải nhanh lên thôi. Tôi đã làm xong rồi. Cảm ơn các cháu đã giúp ta. Đây là quà cho cháu. Cho cháu và cháu nữa. Chúc mừng Giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh, ông già Noel. Giáng sinh đến rồi. Tối nay ông già Noel sẽ đến đó. Cùng chuẩn bị quà năm nay cho ông già Noel nhé. Yay, bắt đầu nào. Vui quá, hôm nay là ngày Noel. Đây là món quà gửi tặng ông Noel. Tôi đang viết tay chiếc thiệp Noel gửi đến ông Noel. Hào hào hào. Vui quá, hôm nay là ngày Noel. Đây là món quà gửi tặng ông Noel. Tôi đang thắt chiếc nơ đẹp nơ xinh gửi đến ông Noel. Hô hô hô. Vui quá, hôm nay là ngày Noel. Đây là món quà gửi tặng ông Noel. Tôi sẽ bắt tay làm một chiếc bánh gửi đến ông Noel. Hô hô hô. Vui quá, hôm nay là ngày Noel. Đây là món quà gửi tặng ông Noel.
tôi đã nấu lên thật là êm ái, gửi đến ông Noel hô hô hầu. Vui quá, hôm nay là ngày Noel, đây là món quà gửi tặng ông Noel. Xe trượt tuyết đây ôi thật đẹp xinh, gửi đến ông Noel hầu hầu hầu. Noel chu đu đu đu, Noel chu đu đu đu, ta đón chào một Noel rất là vui. Noel chu đu đu đu, Noel chu đu đu đu, ta đón chào một Noel rất an lành. Hô hô hô. Khoan đã, cả nhà có nghe không? Ông già Noel đang đến, cùng làm cho ông ấy ngạc nhiên nha. Được rồi, trốn nào. Noel chu đu đu đu, Noel chu đu đu đu, ta hãy cùng nhau trốn thật mau. Noel chu đu đu đu, Noel chu đu đu đu, ta hãy cùng nhau trốn nhanh nào. Vui quá, hôm nay là ngày Noel, gửi đến bé cá mập quà Noel đây. Tôi mang những món quà thật xinh xắn, gửi đến cho gia đình cá mập. Mọi người đâu hết rồi? Ta-da! Có quà cho ông nè. Cảm ơn ông vì những món quà. Chúc ông Giáng sinh vui vẻ. Noel chu đu đu đu, Noel chu đu đu đu, ta đón chào một Noel rất là vui. Noel chu đu đu đu, Noel chu đu đu đu, ta đón chào một Noel rất an lành. Giáng sinh vui vẻ. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.